Dạ em xin chào anh em đam mê mai vàng đã quay trở lại với kênh Lê Việt Mai Vàng Bonsai. Thì em cảm ơn anh em trong thời gian qua đã đăng ký kênh, like video ủng hộ em nhiều nha. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em cho em có động lực để em ra nhiều video khác các anh em. Thì cái chủ đề chính của ngày hôm nay thì em nói về cái việc cứu cây mai xíu bằng cách nào. Thì cái chia sẻ trong cái video này là không có thực tế trường hợp nào nha anh em. Thì em tổng hợp một số cái trường hợp mà anh em bị mắc phải và em đưa ra cái hướng giải quyết cho anh em để mình có thêm một cái kinh nghiệm để mình áp dụng nếu mà mình đang mắc phải cái trường hợp đó. Tại vì thực tế thì cây mai suy yếu á, nó rất là nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân chính á, thì thường là do rễ nó bị tác động bởi cái nguyên nhân A, nguyên nhân B, nguyên nhân C gì đó thì nó yếu cái bộ rễ thì cây mai suy yếu. Tuy nhiên thì còn có một số nguyên nhân khác nữa thì em liệt kê ra và cái hướng giải quyết cơ bản cho anh em nào đang gặp phải cái trường hợp đó thì mình có cái cách để mà mình một cái hướng để mà mình xử lý trong thời gian tới. Em cảm ơn anh em và bây giờ em xin đi vào chi tiết cái phần video của ngày hôm nay. Dạ, trong cái video này thì em sẽ chia sẻ cho anh em 5 bước cụ thể là mình cần phải làm để mà mình phục hồi cây mai suy yếu như thế nào và mình có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp đã cứu lại các cây mai suy yếu. Trong cái clip này thì em không có chia sẻ về một cái cách cứu cây mai suy yếu nào cụ thể, ví dụ như thúi rễ phải làm như thế nào, mà em sẽ đưa ra một cái định hướng cho anh em nào mới tập chơi á, mình có một cái hướng để mà mình xử lý khi mà gặp cây mai suy yếu. Tại vì theo em á, thì những anh em nào mới tập chơi á, mà gặp phải trường hợp cây mai bị suy yếu á, thì thường rất là vội, mà mình lên mạng mình search những cái cách giải cứu rồi sau đó mình đem nhiều cái cách giải cứu vô một cái cây mai của mình á, thì thường như vậy nó không có hiệu quả gì nhanh, thậm chí nó còn hại cây. Tại vì mình áp dụng quá nhiều cách vô, quá nhiều cái loại thuốc vô cho cái cây mai của mình thì thường như vậy á, thì nó sẽ không có hiệu quả cụ thể nào mà nó hư hại cây nữa. Thành ra em ra cái video này theo 5 bước cụ thể, thì khi mà anh em gặp phải trường hợp đó mình bình tĩnh mình làm theo từng bước đó, thì cái khả năng mà cái cây mai của mình á, nó phục hồi lại được nó sẽ cao hơn bình thường. Dạ, cái bước đầu tiên của cái việc phục hồi cây mai xíu đó là tìm ra cái nguyên nhân mà làm cái cây của mình xíu. Ở cái vấn đề mà tìm ra nguyên nhân này á, thì thường là 10 anh em mới tập chơi á, thì hết 9 anh em là hiểu sai vấn đề, hiểu lầm vấn đề và không có biết nguyên nhân mà cái cây của mình bị xíu. Em nhận được rất là nhiều câu hỏi từ TikTok và YouTube hỏi về cái việc là cái cây mai của anh bị suy yếu như vậy thì anh bón cái phân gì cho cây mai của anh tốt hơn. Thì thật sự là cái việc bón phân cho cái cây mai suy yếu thì nó không có hiệu quả gì hết anh em ơi. Tại vì cái cây mai mà nó bị suy yếu là thường là nguyên nhân ví dụ như bị rễ, bị các vấn đề về rễ, các vấn đề về nước, các vấn đề về bệnh trên cây thì nó bị suy yếu, chứ không phải là nó thiếu phân thì cái cây mai bị suy nha anh em. Thì mình phải hiểu rõ cái vấn đề, hiểu rõ cái nguyên nhân mà cái cây mai của mình đang gặp phải để mà mình đưa ra được cái hướng xử lý cụ thể triệt để về cái vấn đề đó thì mình mới có thể mình phục hồi cây mai suy yếu á. Chứ nếu mà ngay từ cái quá trình ban đầu là cái quá trình mà mình tìm cái nguyên nhân của cái bệnh cây mai của mình đó, mà mình tìm ra cái bệnh sai rồi mình sử dụng cái thuốc sai rồi mình áp dụng vô cây mai mình sai thì thực tế là cây mai nó chết luôn anh em. Tại vì nó đang có bị cái bệnh này mà mình dùng thuốc hay là dùng cái biện pháp mà cho cái bệnh kia thì giống như người bệnh mà đang bị đau đầu mà anh em cho uống thuốc đau bụng thì nó đâu có hiệu quả gì đâu, mà thậm chí nó có tác dụng ngược. Để tìm ra cái nguyên nhân cụ thể cho cái việc mà cái cây mai mình bị suy yếu á, thì thực tế trên cây mai có rất là nhiều nguyên nhân không thể nào mà em diễn tả và thể hiện qua được trong một cái video ngắn này. Tuy nhiên á, theo cái kinh nghiệm thực tế của em tư vấn cho anh em TikTok, YouTube và Zalo, Facebook á, thì khoảng mỗi ngày á, thì em khoảng từ 2 đến 30 người hỏi các vấn đề liên quan đến cây mai vàng. Thì em tổng hợp ra được 3 cái nguyên nhân mà anh em nào mình mới tập chơi rất hay gặp phải.
thì theo thứ tự ưu tiên nha anh em. Cái nguyên nhân đầu tiên á, là liên quan đến hệ rễ của cây mai. Cái nguyên nhân thứ hai á, là do cái môi trường mà anh em nuôi trồng nó không tốt. Cái nguyên nhân thứ ba là liên quan đến các vấn đề về hệ lá của cây mai. Thì trong cái ba nguyên nhân này thì em xếp theo đúng cái thứ tự là ưu tiên từ nhiều cho đến ít nha anh em. Có nghĩa là cái hệ rễ cây mai bị bệnh là thường gặp nhất. Cái vấn đề mà liên quan đến cái không gian mà anh em trồng cây mai nó không tốt là mình gặp nhiều thứ nhì. Và tiếp theo là liên quan đến cái hệ lá của cây mai. Tại vì thường thì hệ lá cây mai mà mình thấy bằng mắt thường nó dễ lắm anh em. Nói chung là anh em nào mình để ý 2-3 ngày mình ra mình thấy cái lá nó khác biệt là mình thấy liền, nên xử lý cái việc cái liên quan đến cái hệ lá nó dễ hơn là hệ rễ và cái không gian môi trường sống của mình. Về cái việc mà mình tìm ra cái nguyên nhân nào trong cái ba cái nguyên nhân mà em vừa liệt kê á, thì anh em cứ căn cứ vô cái đầu tiên anh em xem cái lá của nó có biểu hiện như thế nào. Thì thường là về cái bệnh về lá đó, mình hay gặp mà nó ảnh hưởng nặng đến cái sự sinh trưởng và phát triển của cây á. Cái đầu tiên là bọ chỉ anh em. Cái thứ hai là nấm hồng. Cái thứ ba là các vấn đề như sâu ăn lá. Tại vì rất là nhiều trường hợp anh em mình chơi cây mai ở nhà, mình không có thời gian hoặc là mình công việc mình quá bận trong một khoảng thời gian khoảng 2 tuần thôi. Thì khi mà ra thăm vườn lại thì cái cây mai của mình lá nó sâu ăn hết rồi. Và nấm hồng rất là nặng thì nó lan ra toàn bộ cây, hoặc là khi mà cây mới ra nó non á thì bị bọ chỉ. Thì anh em cứ tìm cả ba cái nguyên nhân đó trước. Nếu mà mình thấy nếu nó không bị ba cái vấn đề đó thì mình bắt đầu mình xem lại cái không gian nuôi trồng của mình. Thì cái không gian nuôi trồng của mình em nói ở đây là ví dụ như trường hợp anh em nuôi trồng cây mai của mình á, ở cái không gian nó bị thiếu sáng, thiếu nắng, thiếu gió, thì thực sự 100% luôn thì anh em không thể nào mà yêu cầu cái cây mai mình nó khỏe được như thế này. Thì hiện bây giờ là 12 giờ trưa, anh em xem nè, cái lượng nắng của không gian của vườn bên em á, nó rất là nhiều, nó rất là đạt, và cái không gian của bên em rất là thoáng thì cái lượng gió nó cũng có nữa. Thành ra nếu mà mình ở cái không gian nó không có tốt á, thì bắt buộc cây mai của mình không thể nào mà sinh trưởng và phát triển tốt như là một cái cây mai nằm ở một cái vườn thoáng và đầy nắng như thế này. Ngoài ra thì ví dụ như trường hợp á, mà mình nuôi ở sân thượng á, ở sân thượng ví dụ tầng 4, tầng 5, nhiều anh em nuôi cây ở trên đó thì thường rất là dễ gặp trường hợp á, là nó bị gió gãy nè, rồi nắng nóng hơn bình thường. Tại vì anh em xem cái sàn, cái sân của bên em á, là đá mi thì nó cũng nóng, nhưng mà cái lượng nóng của nó sẽ rất là ít so với cái sàn của sàn gạch hoặc là sàn bê tông của mình. Sau khi mà loại bỏ hai cái vấn đề là không gian nuôi trồng và vấn đề về bệnh về lá đó, thì mình suy nghĩ đến cái vấn đề về rễ. Về rễ thì có cái nhiều trường hợp xảy ra lắm. Ví dụ như cây mai của mình dư nước, nó làm ảnh hưởng đến cái bộ rễ của cây mai, nó không có bắn tược hoặc là tược ra non, lá non á, thì nó yếu. Thì mình gặp phải cái trường hợp đó thì mình phải xem xét lại cái lượng nước mình tưới. Trong trường hợp mà anh em xem xét cái lượng nước mình tưới, mình tưới cái lượng nước cũng rất là ít, nhưng mà tại sao cái cây lại dư nước, thì mình lại nghĩ đến cái trường hợp là cái chất trồng của mình ngậm nước nhiều hơn cái chất trồng của người khác. Thành ra thí dụ như hai người cùng một cái lượng nước tưới nhưng mà cái cây của mình yếu hơn người ta. Cái đó là lý do cái chất trọng mình ngậm nước nhiều hơn người ta, thành ra cái lượng nước của mình tưới là phải nhỏ hơn người ta nữa. Thì mình dùng cái phương pháp loại trừ như vậy, rồi mình đưa ra một vài cái kết luận, rồi mình tiến hành mình lên YouTube anh em. Mình chịu khó mình lên YouTube mình search cái từ khóa đó, ví dụ như cây bị dư nước thì xử lý như thế nào, hoặc là cây cái chất trọng mà ngậm nước quá nhiều đó thì xử lý như thế nào. Mà ở trên YouTube thì chia sẻ rất là nhiều chủ đề và rất là nhiều video clip về cái cách xử lý cho cây mai suy yếu, thì anh em có thể tham khảo trên đó hoặc là sử dụng mạng Facebook anh em. Thì hiện tại thì ở trên Facebook rất là nhiều hội nhóm lớn về mai vàng, ví dụ như hội mai vàng VN hoặc là hội mai vàng miền Nam hoặc là hội mai vàng miền Tây, khoảng một trên 100.000 thành viên không à. Mình chịu khó mình lên đó mình hỏi thì cũng có rất nhiều anh em nhiệt tình tư vấn, hoặc là có thể liên hệ với em về cái tình trạng của cây của mình, chụp hình ảnh gửi cho em qua số Zalo 0938 934323 thì em sẽ tư vấn cho anh em. Thì nói chung là rất là nhiều nguyên nhân
để mà dẫn đến cái việc cái cây mai bị xíu. Tuy nhiên á thì khó có thể nào mà nói hết được trong một cái video. Em chỉ nêu ra một cái hướng cho anh em loại trừ, cho anh em cố gắng được tìm ra được cái nguyên nhân chính xác của cái cây mai của mình đang bị cái gì, rồi mình mới có cái cách để mình xử lý phù hợp nha anh em. Tại vì nếu mà thực tế mà mình tìm cái nguyên nhân cái cây mai mình sai đó, ví dụ như cây đang bị sập chất chồng đi, cái chất chồng ở dưới nó bị bọng đó, mà mình cứ nghĩ là cây dư nước rồi mình cứu theo cái kiểu giảm nước đó, thì thực tế là cái cây nó không có thể nào mà nó sinh trưởng và phát triển bình thường được, tại vì mình đang trị sai bệnh. Thì cái vấn đề tìm nguyên nhân này cực kỳ quan trọng, và anh em mình chịu khó, mình dành thời gian mình tìm hiểu và mình đi hỏi người khác, người có kinh nghiệm nhiều hơn mình đó, thì họ sẽ tư vấn và mình rút ra được cái nguyên nhân chính cho cây mai của mình nha anh em. Cái việc này cực kỳ quan trọng, em nhắc đi nhắc lại, tại vì rất là nhiều anh em đang hiểu sai cái vấn đề và cái nguyên nhân mà làm cái cây mai mình xíu, rồi mình đưa ra cái phương án mà mình xử lý á, nó sai rồi dẫn đến cái cây mai của mình càng ngày càng yếu và nó bị suy, rồi nó chết luôn. Thì em chúc anh em á tìm ra được cái nguyên nhân chính xác của cây mai mình, lý do tại sao xíu, rồi tìm được nguyên nhân á thì mới đầu tiến tới cái việc mà xử lý, tiến tới cái bước thứ hai. Cái bước thứ hai mà trong cái quá trình mà mình phục hồi cây mai bị xíu á, đó là xử lý triệt để cái vấn đề mà mình đang gặp phải. Thí dụ như trường hợp anh em đang bị bọ chỉ, cái cây mai non của mình á, mới trồng phôi ra mà bọ chỉ nó táp ngay cái đoạn mà cái tược đầu tiên nó ra đó, thì mình phải xử lý triệt để cái bọ chỉ và không cho cái vấn đề bọ chỉ lặp lại nha anh em. Nếu mà lặp lại một lần nữa thì cái cây mình rất là dễ đi, còn nếu mà nó không đi thì nó cũng yếu, trong vòng 1-2 năm thì nó mới phục hồi lại được. Thí dụ như trường hợp mà mình bị dư nước đi thì mình phải xử lý triệt để cái vấn đề dư nước, làm như thế nào đó để cái cây mai của mình có một cái lượng nước tưới phù hợp. Nếu mà mình cứ duy trì, mình cứ cái nguyên nhân là bị dư nước mà mình cứ không có xử lý triệt để được nó đó, thì cái cây mai của mình càng ngày càng yếu và nó suy và tiến tới nó chết luôn. Thì về cái vấn đề mà xử lý triệt để á, thì thực sự nếu mà nói với anh em mà mới tập chơi á, mà mình xử lý triệt để bằng cái phương pháp cá nhân của mình á, thì rất là khó. Thành ra anh em chịu khó lên mạng nghiên cứu những video clip YouTube của những anh em đi trước, của những anh em nhà vườn, họ chia sẻ rất là cụ thể, hoặc là có thể lên mạng hỏi, hoặc là có thể inbox Zalo của em để em tư vấn cho anh em cái hướng xử lý chi tiết cụ thể và xử lý dứt điểm nha anh em. Phải xử lý dứt điểm cái vấn đề mà nguyên nhân gây ra xíu của cây mai của mình á, thì mình mới có thể tiến hành bước thứ ba và mình mới có hy vọng là cứu cây mai của mình thành công nha anh em. Về cái bước thứ ba là mình phải chờ đợi cái cây mai nó phục hồi hoàn chỉnh nha anh em. Tại vì em nói cái vấn đề này á, là liên quan đến một số cái câu hỏi của anh em á, là cái cây mai của mình bị xíu rồi. Em hướng dẫn thực tế qua Zalo đó thì anh em cứu được cái cây mai mình khỏe rồi, thì mấy anh em hay hỏi em là bây giờ bón phân gì để Tết chơi. Thì thật sự nếu mà cái cây mai nó đã bị xíu, đặc biệt là trong cái giai đoạn đầu năm này nè, mà nó bị xíu nặng mà mình cứu lại được rồi, thì theo em là anh em nên chờ nó phục hồi hoàn toàn, cái bộ lá bộ rễ của nó phục hồi hoàn toàn, giống như là mình đang mua lại một cái cây phôi, rồi hãy hồi hẳn suy nghĩ đến cái việc mà mình chơi Tết anh em. Tại vì nhiều anh em rất là vội, mình cứu được cây mai khỏe lại rồi thì mình lại muốn là mình hay có cái suy nghĩ là mình làm bông, làm chi cành, làm bông, làm nút để mình chơi Tết. Thì theo cái quan điểm cá nhân của riêng em á, thì nếu mà trường hợp cây mai mà bị xíu, đặc biệt là trong cái giai đoạn đầu năm này, đó là mình thả luôn anh em, mình nuôi thả cho nó khỏe lại, sau đó thí dụ như Tết năm nay đi, hết năm nay tới năm nay có bông bao nhiêu mình chơi bấy nhiêu, không có bông thì mình cũng bình thường, mình không nên vội mình theo những cái bài phân bài thuốc để làm bông làm nút, thì nó ảnh hưởng đến cái cây rất là nhiều. Thì em ví dụ như là một cái người bệnh sau khi một cơn bệnh thập tử nhất sinh, rồi mình uống thuốc trị bệnh này nọ xong á, thì mình phải đi phục hồi chức năng, chứ không thể nào mình kêu người đó đi tập tạ hay là tập điện kinh mà theo cái kiểu thi đấu giải được, thì rất là khó. Và cây mai thì nó cũng vậy, nó đã sau một cái thời kỳ suy yếu mà mình ép nó
mình không có chờ đợi nó phục hồi hoàn toàn mà mình ép nó bắt đầu mình chơi bông chơi hoa, thì theo em thì cái đó không nên. Thành ra em có đưa vào cái clip này là cái bước thứ ba là chờ đợi phục hồi nha anh em. Thì cái việc mà cứu một cây mai xíu thành công để cho nó trở về cái trạng thái bình thường á thì rất là khó, mà mình vội quá mình không có đợi nó phục hồi 100% mà mình ép nó chơi bông chơi hoa thì thực sự rất là uổng cây. Và nếu mà một cây cây đã bệnh mà mình cứu lại rồi sau đó nó lại suy tiếp á thì khó cứu lắm, mà bệnh tới bệnh lui mà mình ép bông á thì thường là nó đi luôn. Thì cái vấn đề này em lưu ý với anh em, một số anh em hơi vội á thì mình chịu khó mình lưu ý lại và mình chờ đợi cho cây phục hồi hoàn toàn rồi hãy nghĩ đến cái việc mà mình chơi. Dạ, cái bước thứ tư á là theo em á là phục hồi hay là chết, thì cái này nó liên quan đến cái bước thứ ba á, là mình chờ đợi cho cái cây mai phục hồi hoàn toàn. Tại vì trên lý thuyết thì cây mai nó có cái tình trạng như thế này nè anh em. Thí dụ như cái cây mai trong hình nó bị suy yếu rồi nó lá me hay là ABCD gì đó, rồi mình cứu thì cái cây đọt đầu tiên mình ra thấy nó mập quá, lá nó to quá, lá nó đỏ ao à, nó rất là đẹp, thì mình vội vàng mình bỏ qua cái bước thứ ba đó và chờ đợi cây mai phục hồi, mình tiến hành mình vô phân vô thuốc để mình chơi hoa Tết á, thì thường mình sẽ bị vướng cái trường hợp thứ tư, đó là phục hồi hay là chết. Tại vì cái cây mai nó có hai cái kiểu, mình nói mà về con người là hồi dương anh em. Tại vì một số cây mai có thể là mình cứu cái dây cái cây tược đầu tiên nó ra rất là đẹp nhưng mà nó chết luôn. Nó ra cái cây đầu tiên là nó rút cái lượng nhựa cuối cùng của cái cây mai đó, nó lên rồi nó chết luôn. Thì anh em phải chịu khó mình thực hiện bước thứ ba và mình tiến hành mình chờ bước thứ tư, có nghĩa là phục hồi hay là cái cây mai nó chết luôn. Thì thường em tư vấn cho một số anh em cứu cây mai suy á thì em nói là một chết hai sống thôi, mà mình phải chờ đợi cái bước thứ tư. Ví dụ như cây mai nó mình dưỡng cái lại cái bộ rễ của cây mai đi, mình làm lại chất trồng, mình dưỡng lại cái bộ rễ nó ra cây được tược đầu tiên mập mạp, lá đỏ ao, lá gì bóng, nhưng mà mình cũng đừng có vội, mình cứ phải phục hồi, mình đợi nó ra cây tược thứ hai thứ ba rồi cái cây thật sự khỏe đó thì hãy ấy. Còn nếu không á thì thường là nó ra được cây đọt đầu tiên và nó chết luôn, thì cái bước thứ tư á là mình đợi nó phục hồi hoặc là nó chết. Mình đừng có tiếc anh em ơi, thì thực sự cứu cây mai si á, theo cái quan điểm cá nhân của em bên vườn bên em á là cây mai si là bỏ luôn á nè, trừ khi cái cây nào giá trị vài chục triệu á thì mới gắng cố gắng tìm cách để mà cứu nó thôi. Còn ví dụ như trường hợp mấy cây nhỏ nhỏ này nè, mấy cây mười mấy hay mấy triệu này nè, nhỏ vậy nè, bị si là bỏ luôn. Tại vì tỷ lệ thành công khi mà cứu một cây mai si á nó rất là thấp, nó theo em nghĩ chừng 50%, 100 cây cứu được 5-7 cây là mừng rồi, nó rất là thấp. Nên cái bước thứ tư á, cái bước nó chờ đợi nó phục hồi hay là chết nó cực kỳ quan trọng luôn. Mà mình chịu khó, mình gán, mình gồng tâm lý, mình đừng có gấp, đừng có nghĩ là nó ra cái cây tược đầu tiên á rồi mình bón phân bón này nọ để cho mình chơi Tết á thì rất là khó anh em. Và cái bước cuối cùng là cái bước mà chăm sóc cây mai đó, cây mai mà bị suy yếu á, sau khi hồi phục mà chắc chắn 100% nó sống á, nó không có trong cái nguy cơ là chết nữa, thì mình phục hồi và mình chăm nó lại như một cây mai bình thường. Bước thứ năm là chăm nó như một cây mai bình thường và tránh tuyệt đối những cái vấn đề mà có thể làm suy yếu cây mai như trong đầu video này em có nói. Tại vì một số trường hợp anh em á bị cái vấn đề ví dụ như sâu ăn lá nha anh em. Sâu ăn lá là rất là nhiều anh em hỏi bị si cây luôn rồi vì sâu ăn lá anh em ơi. Tại vì nhiều anh em bận việc á thì inbox hỏi em mới vừa ra cái cây đọt khoảng như thế này à. Mà lá ăn không nát hết luôn, không có còn hình hài nào hết á. Thì để như vậy mà cái thời gian dài để cây nó bị si luôn, tại nó đâu có lá đâu mà nó sống, cứ ra lá là bị sâu nó ăn hết thì nó hư cây luôn. Thì thành ra nếu mà mình đã phục hồi được cái cây cây mai của mình đó, qua được 4 bước rồi, đến bước thứ 5 thì mình cố gắng mình chăm sóc nó theo đúng bài bản, chăm sóc nó như một cây bình thường và mà hạn chế những tất cả những cái lý do có thể làm cây mai bị xíu như trong đầu video em nói tính giờ.
Thì em mong qua cái video này á, thì anh em có một cái định hướng, anh em có một cái cơ sở để mà mình chuẩn bị để mình làm phục hồi lại cây mai đang bị xíu của mình. Và cái hướng này á, thì thực sự là nói nó rất là chung chung, nhưng mà nhiều anh em không có nắm rõ đó. Thì trong cái việc cứu cây mai á, thì nó rất là khó. Thì em nói nhấn mạnh cái từ khó cho anh em hiểu á, tại vì như em chia sẻ hồi nãy á, là thật sự là bên vườn á, cũng có rất là nhiều cây mai si, vườn nào cũng vậy, theo em biết á, thì vườn nào cũng vậy, chứ không phải là vườn nào cũng 100%. Mà thường á, bị mai si á, cũng nhà vườn rất là ít khi cứu, trừ khi cây đó rất là giá trị mới cứu thôi. Thì thành ra mình chịu khó mình xem hết video này, nghe rõ và mình thực hiện theo bước 5 bước đó. Và đợi đến cái bước thứ tư á, là cái bước mà anh em hay bỏ qua, là đợi nó sống hay chết cụ thể rồi mình mới tiến hành mình vô phân thuốc, xem nó như một cái cây mai bình thường anh em. Và em cảm ơn anh em đã xem hết video, và nếu mà được thì anh em chịu khó đăng ký kênh ủng hộ em để em ra nhiều video khác. Nếu mà có câu hỏi nào muốn làm video á, thì anh em có thể comment ở dưới cái video này. Em cảm ơn anh em và hẹn anh em ở video tiếp theo.